Thưa quý vị, những ngày này, các phạm nhân đang thi hành án tại trại tạm giam công an tỉnh vô cùng háo hức, bởi chỉ ít thời gian nữa thôi, các phạm nhân sẽ được nhận quyết định đặc xá để trở về với gia đình. Đây là chính sách thể hiện tính nhân đạo đặc biệt của nhà nước ta đối với người phạm tội, nên họ luôn khát khao chờ đợi, nhất là những người phạm tội lần đầu đã khắc phục bồi thường xong hậu quả. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng, trại tạm giam công an tỉnh đã tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng, yêu cầu phạm nhân cam kết sau khi được đặc xá sẽ trở về nơi cư trú, trình báo với chính quyền địa phương đúng thời hạn quy định, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để phạm nhân nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của đảng, nhà nước, để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội, trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đối với lại số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, thì ban giám thị trại tạm giam luôn định hướng hướng nghiệp công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân khi trở về với địa phương không bỡ ngỡ. Thì phối kết hợp với lại trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, định hướng nghề nghiệp cho mỗi phạm nhân, đồng thời trang bị cái kiến thức pháp luật như là luật giao thông, luật hôn nhân gia đình, những cái luật dân sự để trang bị kiến thức cho phạm nhân khi mà tái hòa nhập cộng đồng không có bỡ ngỡ về hòa nhập với địa phương được chấp hành tốt. Phạm tội là cuối em án phạt 3 năm. Em như đây cũng được cán bộ quản giáo hướng dẫn, chỉ dẫn cài tạo tốt, lao động tốt. Còn em cũng nhận ra được hành vi của mình là sai trái. Em sẽ mong sau này về để được làm một công dân tốt. Dự định của em là về chăm lo cho gia đình và kiếm một công việc ổn định để nuôi gia đình. Em cũng gửi lời tới gia đình của em là cảm ơn gia đình nhiều đã không bỏ rơi em, thăm nuôi em hàng tháng, động viên em cải tạo tốt để sớm về với xã hội. Em cũng gửi lời tới các anh chị trong đây là các hàng án cũng cải tạo tốt, lao động tốt để được sự khoan hồng của nhà nước. Còn đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động học tập, chấp hành tốt nội quy trại giam để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội. Tại trại tạm giam công an tỉnh, các cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tập trung tổ chức thu thập thông tin, lấy vân tay, chụp ảnh, thu thập móng mắt của 11 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2024. Quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân đã diễn ra bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp thẻ căn cước. Để thực hiện đợt cấp căn cước này, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực rà soát, thu thập, làm sạch dữ liệu để khẩn trương hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước cho phạm nhân vào ngày đặc xá. Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người được đặc xá đợt này thì thể hiện cái chính sách nhân đạo khoan hồng của nhà nước đối với những người mà lầm lỗi. Thì dự kiến là cái đợt cấp thẻ căn cước này sẽ trao trả thẻ căn cước cho phạm nhân ngay cái ngày mà công bố quyết định đặc xá. Thì thể hiện mục đích nhân đạo của đảng nhà nước là muốn là tạo điều kiện cho phạm nhân sớm trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Em là một trong những phạm nhân được đặc xá năm 2024, hôm nay được công an tỉnh tạo điều kiện làm thẻ căn cước. Em rất cảm ơn rất nhiều sự quan tâm của đảng và nhà nước. Được biết, cùng với việc triển khai thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong các cơ sở giam giữ, Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ủy ban Nhân dân các địa phương tạo điều kiện cao nhất cho người được đặc xá, tha tù, làm lại cuộc đời. Theo đó, lực lượng công an làm nòng cốt, phối hợp với các địa phương tổ chức duy trì hoạt động các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ vay vốn, tạo việc làm cho người có quá khứ lầm lỗi.
Hàng năm, những phạm nhân hưởng niềm vui từ đặc xá được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Sau những ngày tháng phải trả giá cho những hành động vi phạm pháp luật, họ đã biết vươn lên làm lại cuộc đời khi được nhà nước trao cho một cơ hội để sửa sai. Để lại được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với tư cách của một công dân. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên, đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta trong suốt thời gian qua.